Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tắt được cái này nha. Đó là cái check bản quyền của Ruby. Dạo này nó quên rất nhiều nên là có xảy ra rất nhiều lỗi và chúng ta sẽ không thể tắt được bằng những động tác thông thường. Nên sẽ cảm chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Có thể các bạn sẽ biết một cái cách tắt, đó là cách thứ nhất, đó là vào nhấn chuột phải vào cái thanh này và chọn trình quản lý tác vụ. Này khó chịu không? Nó cứ chê chê đi này. Bây giờ các bạn tắt bằng cách là nhấn kết thúc tác vụ thì cũng sẽ tắt được và sử dụng như bình thường, nhưng một lúc nó lại sẽ hiện vẫn hiện lên như bình thường. Còn một cách nữa là cách thứ hai. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách tắt cái bản quyền này của Adobe theo cách thứ hai. Đó là các bạn sẽ vào phần vẫn các bạn vẫn sẽ làm các thao tác như thế, vào trình quản lý tác vụ và vậy các bạn tìm đến nhé, hãy nhớ đến cái Adobe Wiz Software này. Các bạn nhấn, nó sẽ không có phần, nếu mà bạn không có phần mở vị trí tệp như mình ấy, nó không hiện lên này, nó là đi nhỉ. Nếu bạn có thì bạn nhấn vào, còn nếu mà không có nó xám xám như này thì bạn sẽ nhấn vào đây đấy, bạn mới có thể mở vị trí tệp của nó được đấy. Thì các bạn hãy nhớ nhé, thì sẽ có một tệp như này đấy. Sau khi bạn biết tìm được cái này đấy, tìm được cái tệp của nó ở đâu ấy, ở trong cái folder nào ấy, thì các bạn hãy vào đây tắt cái đi cho nó đỡ rối mắt. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ vào, các bạn có thể xóa luôn, nhưng các bạn phải nhớ nhé, các bạn phải ra cái thư mục trước đó, các bạn xóa cả cái thư mục này đi, các bạn xóa đi như bình thường không. Đó, các bạn nhấn ship ship đi đất nhé, ship đi đất, giữ ship và nhấn ship đi đất. Tôi sẽ có cách thứ hai để tìm được cái này. Các bạn sẽ vào PC, các bạn vào ổ C của các bạn này, rồi các bạn nhả tệp chương trình x86. Tiếp theo đó các bạn sẽ vào phần command file, các bạn nhớ nhé, command file chứ không phải cái Adobe đâu. Command file nhấn vào nó sẽ có một tệp Adobe trong này. Đấy, các bạn sẽ thấy lấy được cái đường Adobe VC Skeleton này, thì các bạn nhấn ship delete đó và nhấn tiếp tục, bỏ qua. Ok, bây giờ nó sẽ không hiện lên nữa, để mình làm nó cho các bạn nha. Như lúc anh báo thì nó sẽ tự động hiện lên luôn. Đâu đây, lần này các bạn thấy nó sẽ không hiện lên nữa và các bạn có thể tự sử dụng để đấy, chỉnh sửa hay là các bạn dùng thoải mái mà không lo phải hiện lên để làm gây khó chịu cho chúng ta nữa. Đấy, các bạn hãy nhớ nhé. Và mình xin giới thiệu, hiện nay NIT ICT Hà Nội đang có khóa học Game Ability, khóa học lập trình game với những đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Các bạn có thể học trực tuyến hay là học online linh hoạt theo thời gian của các bạn. Các bạn sẽ được nhận được các ưu đãi vô cùng đặc biệt, như là tặng ngay 3 triệu khi đăng ký khóa học, tặng kèm bộ tài liệu hỗ trợ cho phụ huynh, hay là để hiểu rõ hơn về lợi ích của học lập trình game, có thể hay là do tặng kèm bộ tài liệu hỗ trợ để bạn có thể hiểu rõ hơn về lợi ích của việc học lập trình game cũng như là giá trị của ngành game trong tương lai. Nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên like và subscribe kênh của mình để đón nhận được những kiến thức vô cùng bổ ích, những mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn có một tình huống nào đó đặc biệt thì hãy comment bên dưới để mình ra tìm cách giải quyết cho bạn nhé. Bye bye.